Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước mình có làm cái video hướng dẫn ghép lan vào dớn ấy. Hôm nay được hơn một tháng rồi mình làm cái video kết quả. Tháng vừa rồi mình mưa liên tục này, nên mình chả phải tưới cái gì cả. Không tưới B1 mà cũng không tưới kính dễ, cứ để tự nó lên luôn. Nước cũng không phải tưới nhá, nó lên rất là đẹp các bạn này. Hôm trước mình ghép một nhánh nhánh dài này là nhánh hạc vĩ, lên rất đẹp này, rất ra rất nhiều rễ này. Hôm trước mình có ghim nhá, nhưng mà mình nhổ hết ghim này, nó bám rễ chắc là đây này. Cái này có ghim này mình nhổ hết đi rồi nhá. Còn cái phi điệp đây, nó đang ra mầm nên mình chưa nhổ được. Vài hôm nữa nó mà ra một rễ dài thì mình nhổ hết ghim đi, cứ để nó tự bám vào thô thân thôi. Cái hạc vĩ nó lên nhanh hơn các bạn ạ. Cái phi điệp nó đang ra mấy kỳ này, nó bắt đầu ra rễ các bạn nhá. Thì mình buộc phân này, mình mới buộc phân vào tuần trước này, phân dê này. Thì nó vừa ấy ghép thì các bạn đừng buộc luôn nhá, để nó ra rễ mới ra kỳ ra mầm mới thì không buộc. Đây là nhánh hạc vĩ mình xin được. Cái này mình xin được trồng được 4 tháng rồi các bạn. Lúc đầu xin về nó chỉ là những cái nhánh khô rồi nhá. Mà mình xin về nhá, xong rồi mình tưới kích rễ N3M ấy, với cả B1 bắt đầu nó ra được mấy cái ba cái mầm mới này. Nó ra mầm mới bắt đầu mình treo, mình bổ phân dê vào. Nó lên rất là bự các bạn nhé, thân rất là mập. Đây là quế, quế của mình trồng được 4 tháng rồi. Mình mua về nhé, xong bắt đầu mình ghép vào thớt này. Đây nguyên bản cái thớt luôn các bạn nhé. Xong là bắt đầu nó ra rễ, bắt đầu mình mới cho ấy vào, cho bộ phân dê vào. Bắt đầu mưa, tháng vừa rồi mưa này, dê đâm ra rất ác. Đây là nhánh hoàng thảo. Hoàng thảo mình trồng được 6 tháng rồi đấy. Lúc đầu nó chỉ là cái ngắn ngắn kia các bạn. Bắt đầu về, bắt đầu phun kích rễ mới tưới nước hàng ngày các bạn, nó lên rất là ác. Đây là lúc đầu nó chỉ là cái ngắn ngắn này thôi này. Đấy. Ở trong này là mình bỏ vào là than ấy, than củi mấy cả phân dê mình trộn lẫn với nhau mình trồng vào đây, lên rất đẹp, lá rất là tươi các bạn. Đây là chồn mình trồng được 4 tháng rồi đấy, nó chả lên mấy đâu bạn, nó gần như nguyên như lúc mua, nhưng mà có phân dê ở dưới nên lá nó xanh, nó đẹp hơn thôi các bạn ạ. Đây là quế. Quế bắt đầu mua về nó cũng xấu lắm bạn, lá nó vàng vàng, bắt đầu cho phân dê vào nhá, bắt đầu lá nó mới xanh mướt rồi này các bạn nhá. Lan bắt buộc phải có phân các bạn, phân dê các bạn, có phân dê rồi các bạn chả phải tưới B1 thì tưới cái gì cả. Cứ có phân là được, không phải cứ phân dê hoặc là phân bò ủ các bạn, chả phải B1 biết được đâu. Mình cứ để phân vào lên nó mà ấy.